Hello mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ngày làm việc tại Shopee của mình bắt đầu như thế nào. Hiện tại Shopee tọa lạc ở khá là nhiều nơi và mình đang làm việc ở tòa nhà Sonatus quận nhất. Mỗi sáng đi làm thì mình đều mang theo rất là nhiều thứ, 4 hộp cơm để ăn tại công ty, máy tính, giỏ sách, rất là rườm rà. Vì đầu tiên khi đến công ty đó là mình đi cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó thì mình đi ăn sáng. Mỗi sáng Shopee đều chuẩn bị hơn 100 phần ăn cho nhân viên và hôm nay bữa sáng của tụi mình là cơm sườn trứng. Ngoài đồ ăn thì Shopee cũng chuẩn bị rất là nhiều loại nước, đặc biệt là sữa. Chắc là sợ nhân viên đói đó mọi người. À, có Cocosin. Cocosin là thuốc uống rất đắt sâu ở Shopee luôn nhưng mà lâu lâu mới có. Nhanh tay lấy một hộp thôi. Nếu làm việc tại Shopee thì chắc rằng bạn có thể tiết kiệm được một khoản tiền ăn sáng rất gì và này nọ luôn. Sau khi ăn sáng xong thì mình đi rửa cái chai nước để lấy nước. Ở Shopee thì nhân viên được khuyến khích dùng chai nước cá nhân để hạn chế rác thải nhựa. Khu vực lấy nước cũng được trang bị rất là nhiều loại đồ uống và còn có cả trà và cà phê để nhân viên có thể tự pha cho mình. Cuối cùng là đã đến lúc bật máy tính lên và làm việc thôi. Đó là bắt đầu một ngày của mình tại Shopee, còn bạn thì sao?